riêng mình. Thời điểm đó vậy là nhiêu ký vậy người đẹp? Dạ. Nhiêu ký à? À? 85.000 ký à? G6 nha quý vị. Này dạt thì 45. G6 nè, đây là bé 5 nha quý vị. Này là ta thử là coi ngọt hay là không ngọt nè nha. Thấy con lửa bên đâu đâu? Lửa bên đó 85.000. Sơ đét. Cho quý vị cái dùng xa thẹp chơi nha. Thấy thèm không nè, coi nè. Dạ. Thèm không? Nhưng mà nó ngon, cơm nó mềm hơn. Sầu riêng nha quý vị. Cái sầu riêng này cũng có kỹ thuật lắm mới được nha quý vị. Không quen là đổ mà hôi hột á. Đổ mà hôi hột luôn á. Quá ngon. Người đẹp thử miếng coi. Ăn quảng cáo sầu riêng G6 của Phong Điền rồi coi. Ngọt không? Ngọt không? Này đi chung hả? Xin lỗi. Trời ơi tự nó. Chín cây vậy? Không, thôi thử không. Này là chín cây nè, có mấy trái chín cây nó dặn cuốn rồi biết. Cây rất là ngon nha quý vị. Vậy là mấy chục ngàn ký cô? 70.000 hả? Bao ăn luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 10 tháng 5 2024. Thì Quốc Thịnh xin trân trọng giới thiệu cho quý vị và các bạn chợ Sa Đéc, chợ 3 giờ bán trái cây nằm trên đường Nguyễn Xuân Sắc, thành phố Sa Đéc. Thì hôm nay Quốc Thịnh xin giới thiệu sơ về chợ Sa Đéc, chợ bán trái cây cho quý vị xem. Thì phía trước mặt của Quốc Thịnh đây là cầu nhà thờ hay còn gọi là cầu Hòa Khánh, và đây là Sa Cơm Băng.
Nếu mà quý vị đi trên đường từ Sài Gòn về Châu Đốc thì quý vị nên đi cái đường trong đường Nguyễn Sinh Sắc này, thì quý vị sẽ gặp cái chợ Ba Giờ, chợ Ba Giờ, chợ bán trái cây của bà con dùng mấy cái vùng gần gần dưới chợ Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, thì quý vị sẽ sẽ gặp được cái chợ này. Cái hướng trước mặt Quốc Thịnh đang đi là đang trên đường đi về Hòa Long, về Long Hậu, về Lấp Giò, về Dầm Cống. Đây là khu vực bưu điện cũ nè, thì chợ Sa Đéc đó nha quý vị. Đồ nướng này rất là nhiều. Thì chợ Sa Đéc này tại sao gọi là chợ Ba Giờ? Vì khoảng 3 giờ thì bà con mới được nhóm chợ khu vực này. Thì đây là những cái loại trái cây, những cái rau vườn mà của bà con các xã xung quanh. Và 3 giờ người ta hóm nhóm họp tới khoảng 8 giờ rưỡi tới 9 giờ tối thì người ta dẹp. Mình đi từ ngoài vô nha. Mận rất là ngon. Mận này ngon quá nè. Mận này kêu mận gì vậy chị? Tam Quang hả? Tam Hoa. Thời điểm này vậy là nhiêu ký vậy chị? 35. Còn này mận này giống mận vườn mình quá vậy. Dạ, bây giờ làm kỹ ngon ha. Mận vô trong nha. Nước vô trong. Nước vô trong nè. Rất là nhiều. Sầu riêng nè. Riêng quá nhiều luôn. 60.000 một ký ri sáo, quá ngon. Cho bà con xa quê xa xứ thèm chay. Cái này là sầu riêng này để dùng nào vậy cháu? Phong Điền Cần Thơ ha. Ri sáo nha, 60.000 ký. Thời điểm này là ngày 10 tháng 5 2024 nha quý vị. Quý vị có đến, có đi ngang thành phố Sa Đéc, nhớ đi đường trong, đường Nguyễn Sinh Sắc thì sẽ gặp chợ trái cây này. Bao ngon luôn. Cái vùng Phong Điền có bị nước lợ không cô? Không ha. Từ Phong Điền qua đây là đi bằng cái gì qua đây là nhanh nhất? Đường nào? Dạ, vậy là mình cũng từ nhà vườn qua hả? 60.000 ký quý vị ơi. Rất là ngon nha quý vị. Bao ăn luôn. Thời điểm này bộ xuất khẩu không được hay sao mà giá bèo quá vậy cô? Dạ. Dạ. Bao ăn luôn. Người đẹp mua nhiều nhiều đi. Mua nhiều nhiều đi. Đang giá rẻ nè. Mình ở tỉnh thành nào mà mua sầu riêng đây cô? Dạ, ở Sa Đéc. Ở Sa Đéc à? Phường mấy? Dạ, phường An Hòa. Phường An Hòa ha. Cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Để vô Quốc Thịnh Vlog xem. Cảm ơn em cho chị đổi bình thường. Quốc Thịnh Vlog.
Phương Hán Hòa chỉ là gần gần cầu Nàng Hai á hả? Khui luôn tại chỗ. Nút hả? Nút này hơi khó. Có bao ăn luôn. Xoài đấy nha quý vị. Bước vô trong nè. Mít. Dạ, đó có đầy đủ hết. Đây cá hoành lọc. Cá hoành lọc chín cây thời điểm này nhiêu ký vậy cô? Chị à, rẻ quá. Quá rẻ, xài rẻ quá. Mít nữa nè. Quá rẻ. Hôm nay thì mận này nha quý vị, mận An Phước này. Mít quá trời. Nem nướng đây nhiêu cây vậy? 10.000. 10.000 rẻ. Đi bộ dễ quay ha. À. Đi. Quay sơ để đánh đúng bàn. Mè. Cái này là cà na đập nha quý vị. Cái này cà na ngâm nè. Này me ngâm nè. Dư gan nè. 10.000 ký nha, rẻ ghê. Chuối nè. Nước trong nè. Quá trời xoài à. Cái này là xoài này để ăn sống rồi nha quý vị. 25.000 ký quá rẻ nè. Xoài này xoài lai hay gì con? Xoài ghép. Chất lọc thì sao có 15.000 hả? Quá rẻ luôn kìa. Trái thơm nè. Dạ cái này YouTube rồi quay giống như quảng cáo cho bà con mà người ta có đi ngang đây nè, người ta nhớ ghé cái chợ mình, chợ 3 giờ. À, quý vị nhớ đi đường Nguyễn Xuân Sắc chứ đừng có đi đường Dành Đai nha. Đường Dành Đai là nó hút cái chợ này. Các quà lọc luôn nè quý vị ơi, quá rẻ rồi. Bữa nay là 10 tháng 5 2024 nha. Giá quá trời rẻ. Trái thơm nè chú gì. Mây lan, chú già, mít. Nước trong. Cam. Xoài 10.000 ký. Cam 10.000. Mày vô, lẻ tay thì còn. Dạ không có. Ờ, xin chào. Chôm chôm này của ai hả? Con hả? Giới thiệu coi. Bán chôm chôm chợ này các ơi. Dạ, cầm cầm. Lên lưng lên. Dạ. Chôm chôm này là nhiêu? Dạ, xin chào. Dạ, chôm chôm này 40.000 đầu rồi, đầu vụ. 2kg, 2kg 35. Con này gì? 2 ký 70, còn cái này 30.000 ký. Cái này là kiểu gì? Dạ cái này là sabo. Sabo sabo chê ngày xưa. Còn này. Dạ cái đó là chuối táo quạ. Là bán trái hay bán ký? Dạ bán trái á. Nhiêu trái? Dạ 12.000. Rồi chú sim này. Chú sim mà thì 7.000 8.000 thì theo trái đẹp xấu. Dạ, dạ. Còn chú già. Chú già, chú già cũng 7.000. Dạ, dạ ta 7.000, 8.000. Còn đây là chú gì đây? Dạ chú đó chú sáp á chú. Chú sáp và dẻo á. Sáp là nhiêu ký? Dạ 12.000. Dạ. Thì quý vị có ghé chợ Sa Đéc, chợ 3 giờ thì nhớ ghé ủng hộ em đây. Dạ, dạ, nhớ ghé ủng hộ. Dạ tên Nguyễn Văn Sang. Sang nha. Dạ. Ủng hộ Sang nha. Dạ, dạ, cảm ơn. Cảm ơn khán giả, cảm ơn chủ tịch. Dạ.
8.000 quý vị ơi, ghẻ rề. Thì Quốc Thịnh đang ở chợ Sa Đéc nè, đi vô trong để đu đủ. Xoài, cái này sẽ giống xoài thơm mới vậy cô? Không phải. Mười lăm ngàn bạn, 15.000 quý vị trong. Cái này có dâu rồi nha quý vị. Dâu thời điểm này nhiêu ký vậy cô? 25.000. Xin chào. Dạ, cái này là vô tầm hả? Dạ, vô tầm. Cái này để làm gì cô? Dạ, ngâm rượu để uống trị mờ bổ não rồi đó. Nhức mỏi đó hả? Dạ, nhức mỏi. Còn trái này kêu trái gì? Trái chăm. Cái này cũng ngâm rượu trị bổ não luôn đó. Dạ. Chăm này vậy là bao nhiêu một ký? Dạ, 100.000. 100.000. Còn cái này 80.000. 80. Chim chơm. Sầu riêng cái này rẻ quá quý vị ơi, có 60 à. 60 nha quý vị. Quá rẻ. Ê rớt, tự rớt nha, chứ không có đụng. Cái này ngay mùi xài rồi nha. Nha quý vị, xoài. Cái này là cát chu chín cây, hùm hùm chín nhiều, sống rất là lọc luôn nữa nè. 20. Bước vô trong. Sầu riêng, nhiều quá. Mắng cầu cái này có mắc không cô? Bao nhiêu ký thời điểm này? 45, vậy đâu có mắc ha. Cầu sim này nha. Mày vô, mày vô. Lẹ tay thì còn, chậm tay. Ê, xin lỗi. Sao có 40 mà trời. 40.000 ký. Bốn chục còn bốn trái. Mày vô, lẻ tay thì còn. Cảm ơn. Dạ. Dạ, không lỡ con quay phim. Dạ, con lỡ con quay phim rồi, cái tay chân đâu mà cầm. Các bài lọc nữa. Dạ, con lỡ cái tay quay phim này. Cái này là mới một dãy đó nha quý vị. Thì ở đây chú sáp nè, trái thơm nè, chú sim nè, đu đủ nhật nè, này là thanh long nè. Dạ, con ở đây. Đây mà có con... cái máy vậy đó hả? Dạ, quay phim mà, bà bán đỡ không? Mới bán nè chú ơi. Dạ, bà nhiêu tuổi rồi? Dạ, 69 tuổi. 69 tuổi rồi hả? Thôi ráng lên đi, tại vì con lỡ tay rồi, con quay phim mà. Dạ, chú cầm giùm cho chú mua tờ đi. Dạ, đây. Dạ con lỡ tay. Bố không già nữa. Da mặt đẹp quá à. Dạ. Không tiền ra. Da nhẹ không hào quá. Đẹp trai. Đó. 59 nè. Vậy hả? Đâu có già. 59 là tuổi ngọ. Dạ. Hello. Tướng sàn quá. Dạ. Cảm ơn nha con. Dạ. Nó vô Quốc Thịnh Vlog xem. Dạ. Quốc Thịnh Vlog. Dạ. Dạ. Gì chứ? YouTube. Bà đi bán đi, bà đừng đi theo con quay phim hầu là bà khó bán đó. Các chù luôn nha quý vị. Hai chục ngàn ký. Cái này là mắng cầu Đài Loan phải không cô? Chứ gì? Thái chứ. Lộn, để rề quý vị ơi.
có 20.000 ký. Thì nữ hoàng này nha, ấu nữ hoàng nè, ấu này bảo đảm ngọt khang, nó trái là ngọt. Ấu nữ hoàng thời điểm này là nhiêu ký? Dạ hiện tại nó 15.000. 15.000. À. Mười ngàn. Dạ, Quốc Thịnh Vlog. À, nữa về cho xin một view, một like, một chia sẻ nha. Dạ, dạ. Cảm ơn nhiều nha cô. Mình ở xã phường nào mà đi chợ này? Đây nè, bán đây nè. Bán đây hả? Dạ, đây đây bán. À, cảm ơn. Đặng ba ba biết, đặng ba bác lên bán. Dạ. Bông nó nhiều, bông nước nó nhiều. Cái này từ trong nhà vườn người ta có một ít, ta bán ít nha quý vị. Nhà vườn hả cô? Bên ở xã phường nào mà bán cái này? Ở bên Cao Lãnh đó cô chú ơi. Cao Lãnh là? Ở bên Cao Lãnh mà Kiến Văn á. Kiến Văn qua? Dạ. Dịch ruộng rồi đó ha. Dạ. Dịch ruộng ở dưới. Dạ. Cái bơ nè. Cái bơ 20. Bơ cái này rẻ quá, rẻ rồi quý vị ơi. Đi chợ cô. Bơ cái này rẻ quá. Sóc cua chê 25 với 30. Thì để quyết định qua đây cho quý vị coi xem. Bán cầu đây, bán cầu sim đây, 35.000 ký, quá rẻ. Quá rẻ, quá rẻ. Ai có nhà đi ngang thành phố Sa Đéc nhớ đi đường Nguyễn Xuân Sắc nha. Chứ đừng có đi đường Vành Đai là nó hút cái chợ 3 giờ mình nha. Thì trái cây rất là nhiều nha quý vị. Dài rất là nhiều. Chắc chu chín cây rất là ngon nha quý vị. Mày vô, mày vô. Cái này mấy cầu Thái 25. 30. Từ riêng. Dạ dạ không có, đang quay phim con. Dạ. Đây là nhãn là gì quý vị? Nhãn này, nhãn gì đo nè, 20 rẻ rề. Cái này cắt vào lọc 25. Rồi vô trong. Đây măng cục 55. Ế quá. Sao mà nói coi, tự nói đi. Hả? Tự nói đi. Tự nói. Qua lọc gì đâu mà nó rẻ quá trời, không ai mua hết trơn á. Trời sao. 5.000 ký à. Mua nhiều con. 5.000 ký mà không ai mua hả? Ờ đó, đó đắng. Sầu riêng này là nhiêu ký? Hả? Sầu riêng này nhiêu ký? 75.000 ký. 75.000 ký là hiệu gì? Vì sáu. Vì sáu ha. Ờ, có ăn cũng hộp cơm rất ngon luôn. Dạ. Thì quý vị có đến thành phố Sa Đéc nhớ ghé chợ 3 giờ, khoảng 2 rưỡi là người ta nhóm rồi phải không? 3 giờ. À 3 giờ. Đây tiệm vàng cho biết. Qua lòng này có 15.000, 10.000. Không ai mua chứ. Hello. Hello, hello. Ba rồi. Quốc Thịnh Vlog xin chào. Đó, ở đây có đủ giá đủ tiền luôn. Ừ. Cái đâu mua đâu. Quá rẻ quý vị ơi. Thì nếu mà cái công vận chuyển với ấy là mấy cốc Hòa Lộc đó cô, mua đi cô. Mua nhiều nhiều ủng hộ nhà vườn đi. Đúng cốc Hòa Lộc cô ơi. Bữa nay bán dấu
không, không sao. Đúng gốc là lộc đó cô ơi, cô ủng hộ nhà vườn đi. Mình ở tỉnh thành nào mà đi chợ xe rác này cô? Em ở đây. Ở phường mấy? Nhà Mân. Nhà Mân hả? Vậy. Quốc Thịnh Vlog. Gà nào hay bằng gà Cao Lãnh mà gái nào bảnh bằng gái Nha Măng. Để quay trái cây, quay trái cây. Mùa này mùa sầu riêng rồi nha quý vị. Tám ngàn. Mười. Bơ năm nay vậy là giá mềm quá ha. Quá ngon. Bốn chục. Yeah. Lý do sức mua giảm hả? Cô này bán chợ này lâu lắm rồi nè, theo mình biết nè. Trước dịch tới giờ phải không? Lâu năm luôn. Bơ, chiên về bơ nha quý vị. Thì góc trong nhìn ra nè. Chợ xe đét nha quý vị. Thì Quốc Thịnh đi về hướng Bắc nè. Cái này có măng cục nè nha. Có dưa lưới luôn nữa nè. Có măng thái nữa nè, 60. Quýt ngọt nè, 40. Seri. Ai còn nhớ trái seri không? Seri bán giùm. Chơi đi nhiêu ký? Chơi đi nắng quá là tứ sẻ không? Dạ sẻ bình thường con. Nó cũng là chịu nổi ha. Đó thì cho quý vị trải nghiệm cái chợ miền Tây mình. 70. Chào ông hả? Măng cục chào ông. Lớn nhất là 70. 80. Nhỏ nhất 60. Có 45 nữa nè. Lớn này 80 nha quý vị. Thì cô chú này ở đây bán cũng lâu rồi nha quý vị. Có đến chợ 3 giờ thành phố Sa Đéc, đường Nguyễn Xuân Sắc thì ủng hộ cô chú này nha. Chợ Sa Đéc. Thì đến đây video xin được tạm dừng nha quý vị. Chúc quý vị xem video một cái no gia đình được an lành, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bye.